Mọi người, hôm nay là mình sẽ lên Hoàn Kiếm làm clip à. Cảm ơn các bạn đã đăng ký cho mình. Và kênh mình đã đạt được hơn 500 lượt follow. Ok, bạn mình đây rồi. Ok, đây là người bạn mình ở trong Sài Gòn nhé. Ok, nó không đủ. Nó không đủ, nó để nó dính. Cái lắm. Đẹp luôn, ở đây chụp cái gì cũng được. Gió đưa cả chút Prada. Các bạn ấy ra đường sang đường nào? Sang đường như nào ấy? Đi, đi đường này. Sao xe đằng kia? Đó. Sợ vãi à? Sợ giờ. Cái văn hóa mà giao thông ở đây nó khác ở Sài Gòn. Khác mà. Cô dẫn đi là không bao giờ bị sao cả. Uầy, ở bên kia có một đoàn xe cổ kìa. Đi mấy ông ơi. Đâu rồi nhỉ? Ok, mình vừa mới gửi phim trắng thì mình sẽ chờ kết quả nha các bạn. Là mấy ông lựa đồ gì nào? Mua cái này đi về thì mình quà lưu niệm được không anh? Đem mà. Này là hàng handmade hả? Đúng rồi, làm thủ công á. Đâu hả? Em đi kiếm đồng trọng đi. 5.6 bạn đây rồi. Mình đang ở Lần Lần Lab và mình sẽ đi tráng cho bạn mình và cả mình luôn nhé. Ok. Thôi. Tráng ngay ít phim. Ưng bác luôn. Các chị đã nói ok không? Bà lấy thanh toán rồi đấy. Từ phát. Cà phê nha, chúng tôi cà phê.